Chào mọi người, chào mọi người đến với kênh miền Tây quê tôi của Linh nha. Hôm nay Linh mời mọi người ăn, lúc trước ăn vịt lộn, ăn cút lộn mọi người ơi, trứng cút lộn với cơm cuộn sushi mọi người. Cơm cuộn sushi sao Linh hình thấy nó mát quá ta, hoàng hồng đẹp lắm nè. Và nem chay mọi người cùng với rau răm. Hôm nay Linh ăn kèm với nước mắm gừng đó mọi người. Trứng cút lộn ăn kèm với mắm gừng với lát ớt cho thêm màu sắc tí xíu. Đây với muối ớt với muối tiêu gắp chanh mọi người. Cái này Linh làm ít thôi là gì, mình ăn chủ yếu là nước mắm cầm kèm thế này. Nếu mà nước mắm mình ăn không có hạt thì mình ăn với muối muối tiêu chanh truyền thống. Và đây cho nó đều mọi người đó, hấp dẫn ở nhà này Linh ít thôi. Bây giờ mình chưa có đem cái muỗng nhỏ lên nó là có không ta đây. Ăn thử gì nên cứ cút lộn lên nên ăn vịt lộn, ăn trứng cút lộn nên ăn thử sao. Có nước đó mọi người, nước cũng như vịt lộn mà trứng nó nhỏ nhìn nó không bằng thôi nè. Mời mọi người ấy lên nha, mình nhìn nè, đó nó nhỏ nhỏ vậy đó. Hôm nay mình ăn với mắm gừng. Nó cũng ngọt, cũng ngọt như tính hột vịt lộn mọi người, mà nó nhỏ. Thôi đó mọi người ơi, ăn kiểu này biết chuyện nào chứ má. Nó no đây mọi người. Hôm nay đi mua cái loại ít mềm, người ta họ bán cái loại này con còn nhỏ mọi người ơi. Ăn cứ ướp mệt, ngồi lấy cái mệt hơi cực cực. Mình ăn muối. Cho mọi người ơi, mình đang kèm với rau răm. Chấm với mắm gừng coi. Ngon. Linh đó mọi người chứ cái dĩa mà cút lộn của Linh mua vậy nè. Vì đó mới mát chục tích. Người để đây đang được mấy chục tính nha mọi người. Ngon quá. Giỏi lắm, mỏng, khó ăn hơn vịt lộn. Vịt lộn mình múc rau nguyên hộp hộp nhanh hơn. Mình làm mắm gừng mà thói quen mình vẫn nha, chấm muối tiêu chanh với muối ớt là mọi người ơi. Thói quen thường ăn vậy á. Cái mề để không ra khó lấy mọi người. Gừng vô ăn cho thơm thơm miệng. Nè, nem chay nè mọi người. Nem chay này loại ta làm bằng vỏ bưởi với đu đủ non mọi người, ướp gia vị nè mọi người. Ăn kèm với rau răm. Ok, mình mua hai loại, loại có màu là không có màu. Mình ăn nhìn thử nha. Xin mời. Ngon lắm mọi người. Tuy cha mà họ làm ướp mọi người ăn kẹp rau răm mọi người. Thơm lắm mọi người ơi. Không phải có màu mọi người. Thêm rau răm. Nó thơm mọi người, nem thơm mùi gia vị của nó. Thêm rau răm
trong này nó có tiêu, mọi người ăn nó thơm mà cay cay rất là ngon. Tao muốn thịt xanh. Không phải có nem thịt mới ngon mọi người, nem chai vẫn ngon bình thường. Không biết chỗ mọi người có bán nem chai không, chỗ mình thì nem chai bán nhiều lắm mọi người. Mình mỗi sáng mình đi chợ mình gặp nó bán, mình mua một cây về ăn nha. Mình thích gia vị của nó. Ok, nem chai mọi người không? Chỉ có 10 ngàn thôi. Ăn nó rất là ngon nha, mình ghiền cái gì theo. Vừa rẻ vừa ngon. Tính đợt này mua nó không ngon, không ướp mè đâu. Mày nó bự khó lấy mà. Cũng gừng ngon lắm. Cái này nó gừng là mình làm cho chấm với trứng cút lộn mọi người. Chứ mần còn một con vịt đem đi chấm cũng ngon. Mắm gừng thịt vịt là hết sảy. Khó não quá. Cúc lộn mà lần đầu tiên ăn, mọi người vịt lộn mình ăn rất nhiều. Chả mỏng mỏng khó lấy quá. Này lấy được. Mừng quá. Mình muốn gừng, mọi người ăn gừng nó thơm thơm ngon. Thấy được 10 giỏ nè. Mình ghê. Hai trứng rồi á. Cùng ăn hết thôi. Bỏ mày uổng. Ngon lắm mọi người. Hôm nay mình có cơm cơm cuộn sushi mọi người. Mọi người ăn thử với mình nha. Đây, cơm mình làm đây. Tự làm nha mọi người. Mời mọi người ăn thử nha. Không lẽ tự làm tự ăn không hoài thì rất là ngon người, ngon rồi. Trong biển mấy dàn cũng cơ mọi người, còn với xúc xích như leo mọi người ăn ngon lắm. Ôi trời, đó làm mọi người
Vậy cái cay nóng nóng vô, nóng người trước. Cái miền Tây quê mình mọi người quanh năm khí hậu ấm áp, mát mẻ. Mà nay lạnh thì hơi bị cảm cúm xíu mọi người. Hình như tặng mọi người mà ở vùng thời tiết lạnh thì cái lạnh này đó mọi người là chẳng có gì mà nói với mình là không có thời tiết nóng quen à. Miền Tây nó quen, ấm áp quen. Hơi lạnh tí xíu là còn râm này ăn ngon. Mùi thấy rau giống như bọn cỏ. Lại tiếp tục tính cút mọi người. Mọi người thấy nước đó không? Phải nhiều. Nước nhiều lắm. Đó mọi người nãy giờ đi nào được bao nhiêu trứng cút rồi mọi người thấy chưa? Mình cũng biết luôn mà lúc hồi nãy chuẩn bị lên bàn lên mâm mọi người mình nếm mình tới đây là tất cả là 50 trứng đó mọi người. Lúc chưa ăn á chuẩn bị lên dĩa lên đã luộc 50 trứng để lên á. Đậu ăn mỏng ăn dính môi. Chào miếng cơm sushi chấm nước mắm gừng thử coi. Mọi người ăn thử mình một lần nha. Ngon nha. Cái này rong biển thì dày. Dài. Những dễ dài. Ăn cay nước mắm cay dưỡng cao rồi nó nem mà nó món thịt có lên đây ăn hàng ngày đây mọi người. Món trứng cút này họ dùng họ mua trứng cút ướp mềm mọi người họ dùng họ nấu món cháo rồi cháo trong đám tiệc cái món lẩu cũng ăn cũng họ thường mua làm á mọi người ăn cũng ngon ướp mềm họ lột còn tròn ngon còn này không ướp mềm họ bán họ không đúng mua ướp mềm không là không đúng mềm ăn hơi cực chứ ướp mềm mình ăn mình nắm mình nặng giọt nó ra nhanh lắm mọi người. Cũng rầm rồi
Này ra được mừng quá. Không có ăn bỏ mày uổng. Muối tiêu chanh này nãy giờ mắm gừng thú hồn vậy là không đều rồi, tướng ướp mề ra hết không mề khoái. Ra luôn, ngon quá. Quá mọi người. Ăn kiếm lộn mọi người. Có răm cũng ngon. Mình ăn kèm miếng nem chay rất ngon người nó hợp, nên mình ăn với đậu răm hoặc là đọt chùm ruột hoặc là lá dong mọi người ăn ngon hợp. Ăn vài cuộn cơm sushi mình làm nữa chứ. Mình thay đổi khẩu vị. Mình ăn cay dở mọi người. Mình cay đã mất ngủ luôn. Mình ăn nó tính lộn này phải ra cay. Ăn mới ngon. Không cay không ngon. Đang cổ là thôi là lên ngon. Nhưng mọi người ngon lắm rồi. Cái này mấy trứng nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Lên ăn được 28 trứng mọi người. Rồi, nhiều lắm á. Rồi sức của mình. Của mình. Thêm sushi. Nè em. Đoạn video Linh gửi đến mọi người đến đây kết thúc rồi. Mọi người nhớ xem kênh Miền Tây Quê Tôi của Linh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Linh nha. Tạm biệt mọi người.